Xin chào toàn thể anh em đã quay lại kênh video tiếp theo của mình nha. Chúng ta lại tiếp tục review về phiên bản cụm 2 Thiên Thập Mobile. Thì hôm nay mình sẽ làm clip solo giữa Arc Thiếu Lâm Đao và Arc Thiên Vương Trùy. Thì anh em được biết là môn phái Thiên Vương Trùy nó khá mạnh về solo. Nói chung là Thiếu Lâm thì nếu mà solo không khéo léo thì có khả năng là thua Thiên Vương Trùy khá là tỷ lệ khá là cao. Nói chung là hai môn phái hệ kim châu bò solo với nhau. Nhưng mà châu bò cỡ mấy nhưng mà dính phải cái x3 của Thiên Vương Trùy thì cũng khoảng tầm 1-2 phát đập là chết thôi anh em. Ở đây mình đang mua 35 bình máu và 15 bình thể lực để mình chạy cấu đam với Thiên Vương Trùy. Thì anh em được biết là Thiếu Lâm thì nó không có cái tỷ lệ đam kết thúc được, không sốc đam nhanh được như Thúy Yên Đao. Nên là chúng ta sẽ chơi theo kiểu đó là rỉa đam và rỉa máu đối thủ. Ờ, thằng em nó bắt đầu lên ngựa. Mình đánh ở trên trên máy tính thì cái kéo cái chỉ định này nó rất là chậm nhá, nó chậm mất một mất một nhịp nhá anh em. Xuống ngựa rồi, thằng em xuống ngựa rồi. Thằng em xuống ngựa rồi. Đừng cho nó ép góc anh em ạ, ép góc rất khó chịu. Thì vừa chửi ép góc rất khó chịu luôn. Nó ép góc là rất khó chịu đấy anh em. Chạy theo kiểu cố gắng giữ lại thể lực cho mình. Lão BK nó đang đỉnh phết anh em, nó kẹp góc mình. Lão BK kẹp góc mình. Thiên Vương Trùy nó lợi nhất thế ở cái đoạt hồn thích. Rất khó chịu. Và hiện tại nó chưa đập được mình trúng phát nào. Anh tỉnh đò lắm Khương ơi. Ok, ôi ôi gần rộng má thật. Gần rộng phát đấy anh em ạ. Khiếp quá nhờ. Căng thẳng như dây đàn nào. Nói chung là solo không cẩn thận dính x3 của nó là chết đó. Mình đang còn 962 điểm thể lực. Không biết thằng này lấy hết thể lực chưa nữa anh em. Mình là một phái lợi thế trên ngựa. Khi mình giao tranh thì mình không phải xuống ngựa. Nên là cái thể lực của mình nó vẫn được hơn 2k. Kết hợp với thể lực ở trên lấy hết thể lực rồi anh em. Lấy hết thể lực rồi. Anh em thấy là hết thể lực rồi. Hết thể lực à. Anh em thấy là chúng ta solo chúng chỉ cần cấu thể lực của đối thủ thôi. Anh em thấy là mình vẫn còn 900 điểm thể lực anh em ạ. Rồi. Đấy, anh em thấy là solo Thiên Vương Trùy thì ở trong lôi đài thì nó rất là khó. Vì nó phải mất tiêu hao thể lực. Còn như ở ngoài thì khả năng là mình cũng không ăn nổi Thiên Vương Trùy đâu anh em. Khó ăn lắm. Vì nó lướt liên tục mà. Ok, mình xin phép là kết thúc clip ở đây. Bye anh em nhá. Anh em xem hết clip ấn cho mình xin nút like và đăng ký kênh. Bye anh em.